Mỗi một cây hoa trà thì sẽ có một cái vẻ đẹp riêng ạ. Hôm nay mình sẽ mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây trà phấn cung đình nhé bạn nhá. Cái bông mà khi mà nó nở lâu ngày ấy, thì cái nhị trong nó sẽ vàng vàng như thế. Hơi hơi thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ cái bông mới nở như bông này, màu hồng, hồng đậm rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Các bông hoa của nó. Cái cánh, kết cấu cánh của cái bông phấn cung đình nó có đẹp không ạ? Rất đẹp luôn đúng không bạn? Màu hồng phấn đẹp lắm ạ. Đó. Đó. Đẹp không ạ? Tuyệt đẹp đúng không ạ? Rất đẹp đúng không bạn? Wow. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trà phấn cung đình ạ? Cây giống, cây con, cây choai và cả những cái chậu to đẹp như này ạ. Thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhé. Chậu đẹp không ạ? Chậu này khách mua rồi ạ.